Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Video buổi tối ngày hôm nay thì là em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm là quần jean nhé, quần jean màu lẫn quần jean thường nhé. Thì hôm nay thì em sẽ sale đồng giá là 239.000 cho một sản phẩm cho anh em nhé. Free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về. Hôm nay thì em lên chủ yếu là quần Levi với cả Lee, Wrangler, Edwin nhé. Chủ yếu là sẽ ba cái hiệu đấy. Nên là 239.000 là giá sale rất là rẻ anh em nhé. Bao ship luôn ạ. Rồi, ok nhé. Mã đầu tiên này em lên cho nhà mình. Con này là quần White Khaki. Một thương hiệu làm quần khaki. Nhưng mà đây nó lại là quần jean nhé. Anh con này họa tiết rất đẹp này anh em này. Anh em nhìn túi này. Rồi, cực kỳ chất luôn nhá. Con này bị mất cúc à? Con bị mất cái cúc ở đây rồi. Ngoài ra là đẹp lắm. Con này hàng Nhật, Mechina, hàng xuất Nhật này, đem Nhật cho em nhá. Đây, cúc của nó dập hiệu này, cúc dập hiệu này. Đây, chỗ này nó còn có ba đường chỉ đỏ này, rất đẹp luôn nhá. Hóa đồng, hoa YKK. Đây. Quần mới á. Bị mất cái cúc thôi. Cái đấy nó cũng không đáng kể đâu. Đây, quần rất đẹp luôn này. Mã G1 nhá, hôm nay bắt đầu mã G ạ. Mã G1 này, eo từ 82 đến 84, dài 105, ống là 21 nhá. Đây. Chỗ nhà em giờ đang bão to lắm anh em ạ. Nên là không biết là ngày mai có lên được video cho anh em không ấy. Vì là từ chỗ nhà em ra cửa hàng nó tương đối rất xa, đi gió to lắm. Nên là cái đơn từ hôm nay thì đương nhiên là phải thứ hai nhá. Sớm nhất thứ hai thì em mới đi đơn được cho nhà mình nhá. Nên anh em cứ đặt hàng bình thường thôi. Rồi, mã tiếp theo này, con quần quần jean con này của Gu này. Con này mềm lắm. Này mềm lắm, co giãn tốt này. Rất mềm. Vừa phải, không dày quá. Màu xanh than nhá, của Gu này. Ngoài xịn đét. Rồi, cúc dập của Gu này. Con này mặc thoải mái cực kỳ luôn, mới bên Cambodia nhá. Cambodia này, đây, tem Nhật này, mới đen đẹp luôn. Eo của nó thì không co giãn đâu. Còn mềm thật, mã G2 nhá. Eo từ 86 đến 88, dài 99 ạ. Ống là 17 cho em ạ. Ống 17 nhá. Này. Quần form quần rất vừa phải, quần trơn. Tầm các anh chú bác mặc vẫn được. Mà tiếp theo này, em lên con quần của Levi nhá. Con này Levi 702 này, tác gia dày cộp luôn. W29L32 này, mới đẹp đẹp. Đây, họa tiết rất đẹp nhá. Nó mài rất là đẹp này. Đây. Rồi, cúc dập hiệu Levi nhá. Đấy. Đây, con này là hàng Sarigi size 29, con này là tem Nhật, hàng nội địa Nhật nhá. Mã G3 nhá. Eo từ 76 đến 78, dài 405, ống là 20. G3 nhá. Đây, quần Levi hơn 200.000, quá rẻ. Tiếp theo này, em lên con quần của Edwin nhá. Edwin này, Edwin 503 này. Trời ơi. Màu anh em ơi. Quá đẹp luôn này, trời, mới đen đẹp luôn. Ấy, túi nha, đằng sau nhá, đây, có này da lộn này, đây, này túi khóa kéo này, đây, tem này, xịn đét luôn này, có dây rút nhá, con này có dây rút này. Size M, con này hàng Nhật, con này hàng nội địa Nhật cho em này, tem tiếc mới đét, nói chung là mới chứ trong ra ngoài. Mã G4 nhá, eo từ 70 đến 72, dài 98, ống là 17. Con này nó không có giãn đâu, chỉ có co vào chứ không có giả đâu. Mềm lắm. Mã G4 nhá, eo từ 70 đến 72, dài 98, ống 17 cho em ạ. Ui, quần đẹp quá. Mã tiếp theo này. Em lên một con quần của Edwin nhá, Made in Japan, Edwin 503 nhá. Con này nó cũng mềm lắm. Quần dày dặn mềm lắm. Dáng kiểu dáng suông ấy. Nó không mài tí nào đâu. Con này thì là tầm các chú bác đứng tuổi mặc rất là phù hợp này. Mã G5 nhá, eo từ 88 đến 90, dài 101. Ống là 19 cho em ạ. Quần mềm lắm. Size đây, size 32. Tem mới. Đây. Mã tiếp theo này. Con quần màu xanh. Cái này gọi là xanh. Con này có giãn này. Có giãn này. Quần mềm lắm. Con này màu xanh ô liu này. Xịn đét luôn này. Mới đẹp đẹp luôn này. Mới đẹp đẹp luôn. Mã G6 nhá. Eo từ 76 đến 78, dài 95. Ống là 18 cho em ạ.
Đây, mới đen đẹp luôn. Này quần kaki. Đây con này của Fico nhá, hiệu hay làm quần áo gốp. Sản xuất tại Myanmar, xuất Nhật này. Tiếp theo này, em lên một con quần màu lại màu xanh nhá. Ngoài xanh nhưng mà xanh của nó kiểu xanh nhạt hơn. Đây. Con này của Uniqlo nhá, mềm lắm. Quần mềm lắm, co giãn này, mềm lắm. Đây con này nó có dây rút bên trong nhá. Đây này, có dây rút bên trong này. Uniqlo cho em nhá. Uniqlo này. Size số 2. Size M. Con này là eo của nó co giãn kéo được tầm 2-3 phân rồi đấy. Mã G7 nhá. Eo từ 82 đến 84, dài 102, ống là 15. Quần co giãn tốt nhá. Co giãn tốt. Mã G7. Dày dặn lắm. Đây, mới đấy đẹp. Tiếp theo này, em lên con quần Levi nhá, con này mềm lắm. Levi 513 tác gia W33. Còn cái chữ L bao nhiêu thì nó mở mất rồi. Tác nó hơi mở rồi. Con này mềm lắm. Đây, mài rất đẹp này. Mài đẹp, quần mới nhá. Levi này, con này mềm cực kỳ luôn đấy. Đây. Bên Poland. Ui, quá xịn luôn này. Ba vừa chốt thôi. Mã G8 nhá. Eo từ 88 đến 90, dài 97. Ống là 19 ạ. Form quần quá đẹp luôn này. Form quần quá đẹp luôn, quần nó mềm nó mới. Tiếp theo này, con Levi Levi bản vintage, con này là W36, tác gia nét căng. Mã G9 nhá. Eo từ 98 đến 100, dài 99. Ống là 26 cho em ạ. Ống là 26 nhá. Đây. Màu trơn cơ bản này. Đây, Levi Premium, con này mềm lắm. Mềm cực kỳ luôn. Made in China nhá. Đây, tem tiếp đầy đủ hết này. Đây, mã G9 cho em ạ. Eo từ 98 đến 99. À, 98 đến 100. Đây. Tiếp theo này, em lên một con Levi 513 nhé, tác gia này, W34L32. Đây, con này mềm cực kỳ luôn. Quần có giãn nhé, có giãn nhẹ này. Mã G10 nhé, eo từ 90 đến 92, dài 101. Ống là 21 ạ. Ống 21 nhé. Đây, con này không còn lai gì nữa rồi. Đây, Levi này, cụm sập Levi này. Made in Egypt cho em nhé. Tiếp theo là một con quần của Edwin này, tác vải này. Đây, con này là không có giãn đâu, quần rất dày dặn. Mã G11 nhé, eo từ 80 đến 82, dài 107, ống là 23, ống 23 nhé. Đây, mã G11 nhé, Edwin này. Đây, Made in Japan, tem tác mới đen đẹp luôn. Mã G11 nhá, eo từ 80 đến 82, dài 107. Ống là 23, ống suông nhá, ống suông, ống 23. Mã tiếp theo này, em lên một con quần của Levi này, tắc giấy Levi 505 nhá. Đấy. Đấy, quần trơn nhá. Đây, quần này các chú các bác mặc này. Đây. Đẹp quá luôn. Mã G12, eo từ 93 đến 95, dài 97. Ống là 22. Quá đẹp luôn ạ, con này mới chứ còn mới luôn nhé. Con này bị cắt mất tác rồi, đây này. Tắt nữa chắc, bị cắt mất tác rồi. Quần xịn lắm. Tiếp theo này, em lên con Levi 503 nhé, W31L33. Tác gia, đây. Đây, con này nó hơi mài một tí. Mã G13 nhé, eo từ 82 đến 84, dài 108. Ống 22 cho em ạ. Ống 22 nhé. Con này hàng, con này size 31 này. Con này hàng nội địa Nhật nhé, tem Nhật ạ. Tiếp theo này, em lên một con quần của Edwin nhé, tác gia giày cộp W34. Tác gia giày cộp luôn. Đây. Đấy, Levi thì, Edwin thì nó hay làm kiểu chỉ cam ấy. Trông cái túi nó rất là nổi. Mã G14, eo từ 82 đến 84, dài 104. Ống là 21 ạ. Ống 21, con này mềm lắm. Con này mềm lắm.
Đây, size 34 nhá. Đây, em nhật này, mới đen đẹp luôn. Mã tiếp theo là em con quần quần kaki. Con này của Aniquilo này. Size 31 này. Đây, tem nhật này. Aniquilo này, màu đẹp này. Con này mã G15 nhá, eo từ 78 đến 80, dài 106. Ống là 21 ạ. Ống 21 này, mới không anh em? Mới. Con này dày dặn cực kỳ luôn, không có giãn đâu. Tiếp theo này, em lên một con quần của Lee nhá. Lee này, quần màu trơn này. Đây, con này kiểu dáng của quần Becky ấy, quần nữ. Đây. Đây, tác da dày cộp luôn này, cả miếng da Lee này. Mã G16 nhá, eo từ 76 đến 78. Dài 100, ống là 22 cho em ạ. Ống 22 con này mềm lắm. Quần của Lee. Đâu nhỉ? Ở đây. Size 30 x 34. Tem Nhật này. Tiếp theo lên con Edwin này, Made in Japan nhá. Edwin 404 W33. Con này mềm lắm. Con này màu kiểu màu anh em bụi bụi mặc bụi bụi. Đó. Boy phố. Đó. Boy phố này, mềm á. Size 33, hàng Made in Japan, tem này, mới á. Mã G17 nhá, eo từ 92 đến 94, dài 104. Ống là 22 cho em ạ. Ống 22 nhá, con này mềm lắm. Mềm lắm anh em ạ. Đây. Mã tiếp theo này, em lên một con, con này dày dặn ấy. Edwin nhá, W38. Cũng Edwin dòng 404 nhá. Con này kiểu cơ bản này, con này kiểu cơ bản size to. Con này là mã G18 nhé, eo từ 98 đến 100, dài 106, ống là 24 cho em ạ. Ống 24 nhé. Đây, cũng dập hiệu rồi. Đây, Edwin này, tem Nhật nhé. Tiếp theo này, con Edwin tiếp nhé, Made in Japan, tác da này, cả miếng da to luôn này. Đấy. Đấy, màu đẹp không em? Đấy, màu đẹp. Chung quanh Edwin thì thường là cho anh em trẻ trẻ thôi. Con này dày cực kỳ luôn, quần dày dặn lắm. Rất dày dặn nhé. Đây, Edwin này, dòng vintage này, Made in Japan này. Đây, tem này, anh em nhìn này, mới đấy, đẹp luôn. Quần nó làm kiểu bụi bụi ấy, không phải quần nó cũ đâu. Mã G19, eo từ 90 đến 92, dài 117. Ống là 23 nhé, ống 23 cho em. Ở mã G19 nhé. Tiếp theo này, em làm con quần kaki này. Con này có co giãn này, có co giãn này, có dây rút này. Đây, Edwin nhé, 503 này. Ui, con này màu dễ mặc này, màu đẹp này, quần kaki nhé. Này, có co giãn này, mềm lắm, con này mềm lắm, dày dặn nó mềm. Size S ạ, size S, tem Nhật này. Mã G20 nhé, eo từ 76 đến 78. Dài 99, ống là 18 ạ. Con này mềm lắm em ạ. Đây. Mà con này đi làm ấy, công việc ấy, thoải mái. Tiếp theo này, em lên một con này quần kaki nhá. Kaki màu đen của Levi. W30 L32. Levi 511 này. Con này xịn đét luôn này. Mỏng á, con này mỏng á. Con này mỏng á, em mặc mùa hè cho em được này. Mới đi Việt Nam này. Đây. Mã G21 nhá. Eo từ 78 đến 80, dài 98. Ống là 18 cho em ạ. Ống 18 nhé. Đây, quần kaki mỏng. Mã G21. G21 cho em nhé. Này, lại gì mới đét. Tiếp theo này. Em lên con của Zara nhé. Zara Men. Tác giả này, Zara Men nhé. Con này nó cũng mềm lắm, con này gọi là con này nó không có giãn đâu, cái nó mềm, nó mềm cực kỳ luôn ấy. Đây. Đây quần kaki màu trắng. Đây. Mã G22 nhá, eo từ 82 đến 84, dài 92, ống là 18 ạ. Vừa vặn lắm, anh em là vừa chốt rồi. Đây, quần nó mới, nó mềm mặc này thoải mái cực kỳ luôn. Made in Turkey luôn ạ. Đây, nhìn cái tem nó trông xịn đét luôn này. Zara Men G22 nhá. Eo từ 82 đến 84, dài 92, ống là 18. Đấy, bác nào tầm 1m65 đổ lại mặc.
Ờ, mã tiếp theo này, con em có Edwin nhé. W34, miếng da to luôn, da dày luôn, miếng da dày luôn này. Đấy, một quần rất cơ bản nha, nó mài này, đấy. Nó mài như này thì kiểu bác nào mà hông nhỏ nhỏ ấy, mặc lên form nó rất đẹp. Đây, con này W34, tem Nhật. Mã G23 nhá, eo từ 88 đến 90, dài 106. Ống 22 cho em ạ, ống 22 nhá. Này, quần mới đét luôn. Ờ, tiếp theo là em lên con Levi này, con này quần kaki. Kaki của Levi 511. Tăng da anh em nhìn này, mới đét đẹt luôn. Hoài nó mỏng ạ. Mỏng mềm. Rồi, xịn đét luôn. Mã G24 nhá, eo từ 82 đến 84, dài 97. Ống là 19 cho em nhé, ống 19 này. Đây. Mới á. Mặc con này sướng cực kỳ luôn. Này, nó mới từ trong ra ngoài luôn, cái tem này, bên Cambodia em nhìn này. Mới đét luôn. Mã tiếp theo nhá, con này Edwin này. Edwin này lại phong cách trẻ cho anh em nhá. Đây, phong cách trẻ này. Mã G25 này, eo từ 85 đến 87, dài 100. Ống là 24 nhá, ống suông 24 này. Đây. Edwin con này tem Nhật ạ, size 31, made in China, con này made in China nhá, con này hàng xuất Nhật. Mã tiếp theo này em lên con Levi, con này quần jean có co giãn này, co giãn nhẹ thôi. Tác giả này Levi 512, W28L32 nhá. Đây. Con này made in China cho em nhá. Đây. Này size hơi bé. Mã G26 nhá. Eo từ 76 đến 78, dài 100. Ống là 14 cho em ạ, mã G26. Trời ơi, gió to quá, tí không biết về của gì. Mã tiếp theo nhá. Con Levi tắc giấy này. Levi 533, W33L32. Này. Này màu khói đẹp anh em ơi. Rồi. Mới quá này. Mã G27 nhá, eo từ 82 đến 84, dài 98, ống 22 ạ. Ống 22 anh em nhá. Đấy. Con này tem Nhật. Con này size 33 này. Mã tiếp theo này, em lên một con Edwin này, Edwin W36. Đây, đang ra này. Đây, uầy, con này nó không mài đâu. Con này chú bác mặc cũng mặc được. Đây. Mềm lắm, con này mềm lắm. Mã G28 nhá. Eo từ 97 96 trên 98. Dài 101, ống là 25 ạ. Con này ống suông. Đây, size 36, size 36 này. Đây, quần trơn này mềm lắm. Mềm lắm, mới. Tiếp theo này em lên con quần của Levi nhá. Levi 542, W32L34. Đây, con này không có giãn đâu, quần chắc chắn á. Đây, màu sáng màu này. Tem Nhật ạ, con này cũng hàng nội địa Nhật. Đây. Mã G29 nhá, eo từ 78 đến 80, dài 105. Ống là 20 cho em ạ. Ống 20 nhá anh em nhá. Ống 20. Rồi, mã G29. Tiếp theo này, con quần của Edwin này. Edwin này, đây con này mài bình thường. Đây. Mã G30 nhá, eo từ 80 đến 82, dài 114 này. Ống 22 cho em ạ. Ống 22 nhá. Đây. Quần mềm á. Đây, tem tác mới đét luôn. Tiếp theo lên một con quần jean này. Con này màu xanh than của Levi nhá. Levi 606, W31L32. Tắt giấy này. Đây, quần trơn này, đẹp lắm. Đây. Quá đẹp luôn. Con này mã G31 nhá. Eo từ 78 đến 80, dài 108. Ống là 16 cho em ạ. Ống 16 nhá. Đây, quần mới lắm em ạ. Con này như là quần mới ấy. Đây. Size 31 ạ. Hàng Nhật nhá. Tiếp theo là con Levi 502 này. Con này mỏng mềm. Con này mỏng mềm. Hơi có giãn nhẹ. Đây. Con này mã G32 nhá. Eo từ 98 đến 100, dài 95.
Ông 21 cho em ạ. Ông 21 anh em nhé. Ông 21. Con này là made in Việt Nam. Tem đây, made in Việt Nam, tem 10 đét. Mã tiếp theo này, em lên một con này là con này hàng Nhật, hàng nội địa Nhật nhé. Này. Con này có co giãn này, đây, quần quần jean mềm màu đen. Mã G33 nhé. Eo từ 80 đến 82, dài 108. Ống là 17 cho em nhé, ống 17. Con này quần trơn. Quần trơn màu đen hết, nó mềm lắm. Mềm cực kỳ luôn. Tiếp theo này, em lên một con quần jean màu khói nhé. Con này của Aniquilo. Aniquilo này, con này mềm lắm. Mềm lắm, không có giãn đâu, mềm lắm. Quần nó cầm cảm giác chắc chắn cực kỳ luôn ấy. Mã G34 nhé. Eo từ 74 đến 76, dài 105. Ống là 15 cho em ạ, quần bó, quần ống bó của Aniquilo. Đây, con này tem đen này, Aniquilo nhé. Tiếp theo là em lên con Levi này, Levi 533 nhé, W31L32, tắc giấy này. Con này chắc chắn lắm, không có giãn đâu, quần cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, con này là mà con này quên ra không ghi mã à. 33 34, con này G34 nhá. G34 nhá. Eo từ 76 đến 78, dài 102, ống là 20 nhá. Mã G34 cho em ạ. Levi 533. Đây, mã G34. Đây, nội địa Nhật nhá. Size 31, tem Nhật. Tiếp theo này, em lên con quần của Lee này, quần của Lee này. Con này quần dáng quần baggy rồi. Con này kiểu quần giống như quần nữ. Mã G35 nhá. Eo 74 đến 76, dài 102. Ống là 21 ạ. Ống 21 cho em nhé. Đây này. Tem Nhật này, mới đen đẹp luôn. Tiếp theo là em lên con quần của Levi nhé. Con này Levi 517 W30L32. Đây này. Cái quần nó có cái hàng chữ này là hàng của Mỹ. Đây này, đấy. Made in USA này. Đây này. Đấy. Quần chắc chắn cực kỳ luôn, mới đẹp đẹp luôn. Con này là mã G36 nhá. Eo từ 74 đến 76, dài 112. Ống là 21 cho em ạ. Ống 21 nhá. Quần này cảm giác quần nó chắc nịch. Tiếp theo là em đem con quần kaki nhá. Kaki của Aniquilo này, co giãn tốt này. Màu đen trơn này. Mã G37 nhá. Eo từ 72 đến 74, dài 101, ống là 15. Ống 15 cho em. Đây, con này quần bó của Aniquilo. Mới lắm. Con này ống của nó con này nó còn giãn nữa cơ. Con này thì anh em phải tầm eo dưới 77 cho em, dưới 77 78 cho em mặc được. Nó có giãn tốt. Đây. Mới. Tiếp theo là một con quần jean này, jean trơn này, Aniquilo này. Đây, con này màu này các chú bác mặc rất đen rất đẹp này. Màu nó tươi. Màu tươi, quần nó mới. Mã G38 nhé. Eo từ 80 đến 82, dài 100, ống là 20. Đầy dáng này, form quần cái thứ này. Màu rất là đẹp luôn này. Aniquilo. Tiếp theo này, em lên con quần màu xanh than nhé. Xanh than con này mềm lắm. Mã quần kaki mềm. Mã G39 này. Eo từ 80 đến 82, dài 91. Ống là 23, ống 23. Con này mềm cực kỳ luôn đấy. Đây, đây một cái tem đồng xịn đét luôn. Đây, con này của BL, hàng Nhật, tem Nhật cho em này. Mới, con này màu xanh than, mặc mềm cực kỳ luôn. Ok, mà cuối cùng nhá. Cuối cùng này em lên nhà mình một con này Levi, Levi tác gia. Đây, da bé bé. Mã G40, mã cuối cùng nhá. Eo từ 82 đến 84, dài 93. Ống là 18. Ống 18. Con này những kiểu quần của nữ hay quần trẻ con gì. Tại vì là em thấy cái đũng này nó làm ngắn lắm. Đây này, đũng này nó chỉ được đây, có hơn một găng tay đây này. Đấy. Đây là anh em xem để ý kỹ giúp em nhé. Mà không vừa, mất công. Gửi đi gửi lại. Con này made in Indonesia nhé. Levi. Nó mềm lắm. Đây, quần là cho bạn nào, anh em nào mà dáng người bé bé
kiểu nữ mà người bé bé tầm mét mét rưỡi mặc là đẹp. Mã G40 nhé. À rồi, ok, à vậy Nam Dương đã lên hết 40 mã quần trong video ngày hôm nay nhé. À, rất cảm ơn các anh chú và mình đã chú quan tâm theo dõi video. À, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.